Không còn là Hiếu thứ hai thuở xưa, hai năm quay trở lại với Hai Ngày Một Đêm, Phương Anh Đào bị Diệu Lâm chi chiết, còn đàn em chốt hạ một câu chấn động chỉ vì đi đến đâu cũng mưa. Người để ý Phương Đào không? Tham gia tập nào là mưa tập đó. Ê, có hả? Đúng. Rồi, vậy hôm nay phải đáng chơi vui lên, hôm nay là cuối cùng rồi. Sao mưa quá anh ta không mời nữa. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Đã chạm vào đâu. Hai đứa ngồi nhưng mà ra mắt nhà chồng nha. Trời ơi, nói chuyện đi con, má đang nhìn kìa. Con trai tôi thì cũng học cao hiểu rộng. Đã nó học ở trường quốc tế Eisleben á. Wow. Đã cái trường Pháp á. Thì cháu cao 1m78. À là bên Pháp hả? À. Dạ. Dạ bác sĩ Buku. Zidane, Zidane, very hungry. Cháu nó về Việt Nam rồi. À. Dạ. Giờ cũng hết học nghỉ học rồi, làm đến nghệ thuật rồi. Vừa rồi cháu mới làm hoàng tử công chúa vậy đó. Hay lắm, siết ảo thuật rồi. Biến một cái là ra một cái bông hoa liền. Đúng vậy, tao biến cho chị cái coi. Một bông hoa. Trời ơi, Hiếu ơi. Dạng dĩ dữ ha. Dạ. Em lớn hơn cái chương trình này đúng không Hiếu? Dạ đúng rồi, bây giờ là em được 3 tuổi rồi. Trời ơi.